thời, Bác Hồ kính yêu đã từng nói: "Tôi chỉ có một ham muốn, tột bậc là làm sao cho nhân dân ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành." Mỗi lần Tết đến xuân về, Bác lại nghĩ đến dân, lo sao cho dân có một mùa xuân ấm no hạnh phúc. Hôm nay, chuyên mục không gian văn hóa Hồ Chí Minh trực tuyến của Thư viện quận Bình Thạnh xin gửi đến các bạn câu chuyện Đêm giao thừa đáng nhớ, được trích trong bộ sách Bác Hồ sống mãi. "Bác mua giúp nhà cháu chậu hoa nào." "Bao nhiêu tiền một chậu thế?" "Xoẹt, xoẹt, xoẹt." "Chị cả ơi, chị trả gì mà trả mãi thế?" "À, mai là Tết rồi, nhưng nhà ta nghèo quá, chị không có tiền xăm áo mới cho các em. Nên chị cố gắng giặt mấy cái áo cũ này cho thật sạch, để các em có áo mặc mà ăn Tết. Cứ đến Tết là mình thêm một tuổi hả chị?" "Ừ, đúng rồi. Nếu thế thì em mong Tết cứ đến mãi." "Để được mừng tuổi chứ gì?" "Dạ, không phải. Nhà mình nghèo, có khách đến đâu mà mừng tuổi hả chị?" "Em mong Tết đến để chóng lớn. Em sẽ đi gánh nước thuê giúp mẹ." "Ôi, em chị ngoan quá." "Ơ, như thế sao lại là ngoan hả chị?" "Em nhớ, mẹ vẫn thường căn dặn, mẹ vất vả bao nhiêu cũng được, chỉ mong cho các con học hành chăm chỉ, để nhà ta sau này khá hơn cơ mà." "Nhưng em không muốn thấy mẹ ngày nào cũng gánh nước thuê đến chảy cả vai." "Ngoan ngoan, nhịn đi chị yêu. Hai chị em nói đều đúng cả. Chị em ta vừa học thật giỏi, vừa tranh thủ gánh nước thuê giúp mẹ. Chịu không?" "Vâng ạ." "Tí ngoan chị bế nào. Đừng khóc nữa. Nào nào." "À, chắc là em đói đấy chị ạ." "Em cũng đói quá à. Sao mẹ về muộn thế hả chị?" "Mẹ bảo Tết nhất nhà ai cũng dùng nhiều nước hơn, nên mấy ngày giáp Tết người ta lo thuê người gánh về chứa đầy chân vạn trong nhà. Nhiều nơi gọi quá nên mẹ phải tranh thủ gánh cả ngày lẫn đêm cho kịp, thế mới đủ tiền soạn mâm cỗ cúng ông bà ba ngày Tết." "Go go go." "À, mẹ về." "Không phải đâu, mẹ về con vàng phải mừng, sao lại sủa?" "Ơ, đúng rồi. Thế thì ai lại đến nhà mình vào giờ này nhỉ?" "Thưa bác, còn độ 200 mét nữa là tới, nhưng ngõ này hẹp quá, sẽ không vào được ạ." "Không hề gì, bác chở ta xuống xe đi bộ thôi." "Go, go, go." "Nhưng đường lầy lội lắm ạ." "Chú cứ khéo lo, chủ nhà đi được thì tại sao bác cháu ta không đi được chứ?" "Thưa bác, hướng này ạ." "Đường trơn và tối quá, bác cẩn thận kẻo ngã đấy ạ." "Từ khi tôi theo bác đến giờ, đêm 30 Tết nào bác cũng đi thăm các gia đình nghèo cả." "Bếp, tiếp. Danh sách các hộ nghèo thường là do thành ủy chỉ định phải không?" "Đúng vậy." "Nhưng gia đình chúng ta sắp thăm không phải do thành ủy sắp xếp, mà là do bác chọn đấy." "Bác bảo như thế mới khách quan, đảm bảo không có sự chuẩn bị trước. Bác suy nghĩ thật thấu đáo. Nhưng bác đi nhiều thế này e sẽ mệt lắm." "Tôi cũng đã thưa với bác là lịch trình đêm 30 của bác kín cả rồi, nhưng bác lại bảo thế thì chú hủy bớt việc đi thăm các đoàn thể đi, bà con nghèo còn gặp bác hơn. Việc bác giao tôi đâu dám lơ là, sục sạo khách hàng cùng ngõ hẻm suốt cả mấy tháng trời mới tìm được đến đây đấy chứ. Đúng là càng gần bác mới thấy lãnh đạo có tấm lòng như bác thật hiếm có." "Ôi, coi chừng chó." "Go, go, go." "Vàng, không được hỗn." "Ẵng, ẵng, ẵng." "Ồ, sắp đến giao thừa mà có người còn đi gánh nước ư?" "Thưa bác, để cháu hỏi thăm xem sao ạ." "Ai như chị Tín?" "Vâng, là tôi đây. Khuya thế này mà chị còn gánh nước à?" "Dạ, tôi tranh thủ gánh thêm vài gánh, kiếm ít tiền mua quà Tết cho các cháu." "Chị nghỉ tay một chốc đi, có khách đến thăm đấy." "Soảng." "Bác Hồ, là bác Hồ đấy ư?" "Hồ, bác ơi." "À, mẹ về, mẹ về." "Bác Hồ đến thăm nhà ta đấy, các con mau chào bác đi." "Thưa bác, sao, sao bác lại đến thăm nhà cháu?" "Nhà cháu mà bác không đến thì bác còn đến nhà ai?" "K-
các cháu ăn tạm cái bánh cho đỡ đói nhé. Ngoan, ngoan. Ực ực. Cứ từ từ ăn, bánh hãy còn nhiều lắm đây này. Soạt. Xem nào, mặc áo mới vào, trông cháu ra dáng hẳn lên. Hi hi, thích quá. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Cháu không phải cảm ơn, vì niềm vui của các cháu cũng là niềm vui của bác. Chị cả ơi, xem áo em có đẹp không? Hít, đây là cái Tết đầu tiên các cháu được mặc đồ mới đấy ạ. À. Thế các cháu có được đi học không? Thưa, có ạ, nhưng thất thường lắm. Vì cháu suốt ngày đi gánh nước thuê, nên hai cháu lớn phải luân phiên nghỉ học ở nhà để trông em nhỏ. Vất vả cho các cháu quá, cháu gánh nước thuê cả ngày liệu có đủ tiền nuôi các con? Thưa, chỉ lo nổi cái ăn hàng ngày thôi ạ. À. Thế cháu có muốn đi làm không? Thưa bác, thật ra cháu đã đi xin việc ở nhiều nơi, nhưng nơi nào cũng lắc đầu. Nhận chị vào, lỡ có mất mát gì thì tôi biết tính sao. Họ nhất định không chịu nhận người tứ cố vô thân như cháu. Mẹ ơi, đừng khóc nữa. Bác về ạ. Không cần tiễn bác, cháu bế con vào kẻo rét. Ngõ nhà cháu tối quá, bác đi cẩn thận ạ. Ồ, chị ấy lo xa quá rồi. Lúc nãy thì tối thật, chứ giờ thì... Hoàng hôn Bác Hồ đến thăm khu phố chúng ta. Chào bà con, Tết nhất được gặp bà con đông đủ thế này, bác rất vui. Bác chúc bà con mạnh khỏe, công tác tốt. Bác nói vui, nhưng sao trông bác buồn thế ạ? Vâng, cháu cũng thấy thế. Bác buồn vì đêm 30 Tết, còn đi gặp cô Tín đi gánh nước thuê. Tại sao cả khu phố to thế này lại không có ai quan tâm đến gia đình cô ấy? Thưa bác, cháu xin đại diện bà con khu phố nhận lỗi với bác. Chúng cháu xin hứa từ nay sẽ quan tâm giúp đỡ gia đình chị Tính hơn. Phải đấy. Ở khu phố thì nên tối lửa tắt đèn có nhau. Nhưng trong chuyện này, trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về bác và chính phủ. Một đảng cầm quyền mà để dân nghèo hết chỗ để nghèo, đó là lỗi của người lãnh đạo. Bác mong sao từ nay cả nước hãy nâng cao tinh thần lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái. Có như thế thì đất nước mới vững mạnh được. Đây là đêm giao thừa đáng nhớ nhất trong cuộc đời bác. Mẫu chuyện trên đã thể hiện một việc làm rất đời thường, nhưng chứa đựng một tâm hồn cao cả, một nhân cách vĩ đại của Bác Hồ. Giữa bộn bề công việc, bác vẫn dành sự quan tâm, động viên đến những người nghèo khó. Những lời nói cử chỉ ân cần của người đã xóa nhà khoảng cách địa vị xã hội. Lắng động lại là những tình cảm chân thành giữa con người với con người. Suốt cuộc đời bác sống vì nhân dân, khi người dân no ấm hạnh phúc thì bác vui. Khi người dân còn nghèo, cơm chưa đủ ăn, áo không đủ mặc thì bác buồn. Các bạn thân mến, Thư viện quận Bình Thạnh đọc xong câu chuyện đêm giao thừa đáng nhớ được trích trong bộ sách Bác Hồ sống mãi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục Không gian văn hóa Hồ Chí Minh kỳ sau.